và sau đây tôi xin hướng dẫn các thầy cô tổ trưởng đánh giá các thành viên trong tổ thì sau khi đăng nhập xong giao diện màn hình của các thầy cô tổ trưởng sẽ như thế này thầy cô sẽ nhìn thấy cái dòng đánh giá đồng nghiệp và khi thầy cô kích vào đây thì thầy cô sẽ nhìn thấy đánh giá của đồng nghiệp như thế này và phía dưới sẽ có giao diện tải file mẫu yeah. đó và cái phần danh sách các giáo viên Đấy. Vậy nếu như mà thầy cô mà không có cái giao diện như thế này thì có nghĩa là thầy cô chưa cập nhật thông tin. Chưa cập nhật thông tin mình là tổ trưởng nên sẽ không có giao diện này. Thì để có giao diện đánh giá đồng nghiệp thì thầy cô thầy cô kích vào cái biểu tượng mũi tên nhỏ nhỏ ở phía dưới bên cạnh tên đăng nhập của mình. Sau đó thầy cô chọn tài khoản. Chọn tài khoản thầy cô ạ. Tài khoản xong thầy cô vào phần thông tin cơ bản. Thông tin cơ bản. Đó đó thì cô kéo xuống và phần bên này phần bên chỗ chiếc vụ nó thì cô kích vào cái ô tổ trưởng như này và ô tổ trưởng để hướng dẫn cho cô nên hiện nay tôi đang để tôi là tổ trưởng chuyên môn sau đó thì cô lưu lại làm xong thì cô kích hoàn thành lưu lại thì sau khi thoát xong thì cô đăng nhập thì cô quay lại cái trang chủ Thầy thì cô phần tự đánh giá đồng nghiệp thì cô sẽ có cái giao diện như thế này đánh giá đồng nghiệp thì các bước làm như sau các bước làm như sau các bước làm thì đầu việc đầu tiên của thầy cô là thầy cô sẽ cần phải tải cái file mẫu và file mẫu uh, biểu mẫu TL công văn 4530 thì file mẫu này thầy sẽ gửi cho thầy cô yeah, cái file mẫu gửi cho cô nó sẽ có giao diện như thế này yeah, là diện đấy đây là giao diện của file mẫu như tôi lấy ví dụ về cái uh, tổ uh, tin công nghệ để file mẫu biểu mẫu đấy cái này thì uh, ở trong cái file uh, Google Sheet mà tôi gửi cho thầy cô để các thành viên trong tổ đánh giá lẫn nhau đấy, đấy thì nó đã cơ bản là cấu trúc nó giống như này rồi Đó, nó có cơ, cơ bản nó cấu trúc nó giống tuy nhiên cái file mẫu này nó hơi khác một chút xíu cho nên là cần thầy cô phải điều chỉnh một tỷ Và thì nữa tôi sẽ hướng dẫn thầy cô cách, cách điều chỉnh để lấy được cái file mẫu như thế này Đã, thầy file mẫu thầy cô sẽ có cái thông tin như này thì giả sử đây là toàn bộ cái đánh giá của đồng nghiệp của đánh giá của đồng nghiệp xong thì sau khi đã có file đánh giá của đồng nghiệp như này rồi thì thì thầy cô đóng lại thì thầy, cái này là thầy cô lấy từ trên cái Google Sheet nhé mà chúng ta đã làm thầy cô copy paste vào file mẫu thôi xin lỗi tôi sẽ làm lại cái file mẫu tôi gửi cho thầy cô thầy cô để copy cái nội dung vào tôi hướng dẫn thầy cô làm cái file mẫu sau thế giả sử đã có file mẫu rồi thì thầy cô quá trình thao tác như sau thầy cô kích vào phần tải biểu mẫu tải biểu mẫu đây Sorry mà biểu mẫu đã chuẩn bị sẵn rồi. Bây giờ thầy cô kích vào cái. Vâng, Và thầy cô um, hiện nay là trên này của tôi đang có cái file tôi tải rồi nên không có. Nên thầy cô nếu như thầy cô có thì cô hủy đi. À, thì cô kích vào nút chọn tệp từ máy tính. À, tôi chọn lại cái tệp tin công nghệ. Đây là cái file mẫu, file kết quả đánh giá của đồng nghiệp đấy ạ. Đấy đây. này đấy, đây. Đợi lên xong thầy cô kích vào nút lưu lại. À, sau khi thầy cô lưu lại thì tất cả những người mà đã đánh tự đánh giá rồi thì cô lưu phải những người tự đánh giá thì mới có tên ở đây còn những thầy cô mà chưa tự đánh giá thì nó sẽ không có ví dụ như hiện nay là tổ tin công nghệ có tổng cộng là 15 năm đồng chí như hiện nay chỉ có 12 người đang có tên ở đây thôi vậy có nghĩa là còn thiếu tận ba người nữa đấy ba người có thể là đã đã làm nhưng chưa gửi chẳng hạn đấy đấy nó thị ra thông tin thông tin sau khi hiển thị như này xong thì đây là cái file lưu, file mẫu để lưu thôi ạ. Bây giờ chúng ta sẽ vào quá trình đánh giá. Thì để đánh giá chuẩn nghề nghiệp, ví dụ thầy cô đánh giá cô Trần Thị Bình, Đấy, cô Trần Bình. Thì cô kích vào cô Trần Bình. Đấy, thì nếu như mà thầy cô mà cái bản đánh giá của đồng nghiệp mà nó tương đồng với bản đánh giá tự đánh giá của giáo viên thì cô kích vào sử dụng đánh giá của giáo viên. Đấy, thì cái sử dụng đánh giá của giáo viên nó sẽ tự động nó được điền vào đây. Đó, sau đó thầy cô sẽ điều chỉnh lại thầy cô thầy cô sẽ điều chỉnh lại so với cái bản kết quả bản tự đánh giá xem cái tiêu chí nào nó khác thì thầy cô sẽ điều chỉnh lại ví dụ dạ, ví dụ đây là của cô trần bình giả sử có nên là giả sử ạ đấy thì giả sử là cái chỗ uh, sử dụng ngoại ngữ của tiếng dân tộc khá chẳng hạn là thì cô kích lại và thầy cô kích lưu và gửi đi yeah. lưu và gửi đi và lưu chưa lưu chưa gửi là chúng ta mới tạm lưu thôi chưa gửi lên cơ sở dữ liệu còn thầy cô kích lưu và gửi đi họ đã sau khi thầy sẽ cô kích vào lưu đi lưu một cái là sẽ xong đó, sẽ xong của đồng của thầy cô thứ nhất tương tự xong thầy cô lại làm tiếp tục làm thầy cô thứ hai đấy, thầy cô lại tiếp tục vào thầy cô thứ hai thầy cô thầy phạm ngọc nguyên xong cô trình những nhung cứ như vậy đã sử dụng đánh giá và sau đó thầy cô sẽ thay đổi các tiêu chí cho nó phù hợp với với với, với cái tiêu chí trong các cái tiêu chí mà tổ đã đánh giá, thì thầy cô lưu vào cái đi, thế là hoàn thành. Như vậy thì cô sẽ làm như vậy. Và sau đây tôi xin hướng dẫn thầy cô sẽ chuyển thông tin từ cái Google Sheet đây thầy cô để ý là cái Google Sheet này, đây là kết quả đánh giá của, đây, đây là kết quả đánh giá của tổ, sau khi đánh giá của tổ của, của tổ tin công nghệ chẳng hạn, Đấy, tin công nghệ, Đấy, kìa xếp lại đây sẽ loại đây và tổ tiên công nghệ Đấy, sau khi kết quả xuất loại đây thì thầy cô sẽ làm như sau thầy cô lấy file mẫu file mẫu là tôi sẽ gửi cho thầy cô một cái tên gọi là file mẫu Điện biểu mẫu dẫn các thầy cô cách lấy cái file mẫu đánh giá đồng nghiệp thầy cô sẽ điền toàn bộ kết quả nội dung đánh giá đông nghiệp vào cái file mẫu này để thầy cô đưa lên hệ thống để đánh giá thì thầy cô sẽ tôi sẽ gửi cho thầy cô cái file mẫu được đánh giá đồng nghiệp này thầy cô mở ra để đánh giá đồng nghiệp thầy cô gõ tên tổ chuyên môn này trường này, địa chỉ và ngày tháng đánh giá vào đây đấy ạ sau đó là thầy cô sẽ điền toàn bộ tên của tổ chữ tổ của mình các thành viên trong tổ thầy cô lưu ý cần phải à, lấy đúng chính xác tên của các thầy cô để hệ thống nó tự nó nó, nó nhận diện được còn nếu không nó sẽ bị à, uh, hệ thống sẽ không nhận diện được thì thầy cô lấy từ trên Google Sheet xuống à, trên Google Sheet ví dụ tôi lấy của tổ khoa học tự nhiên nữa chẳng hạn khoa học tự nhiên phiên đánh giá công nghiệp ạ giá công nghiệp Đó. thầy cô copy Đó, copy Để giả sử đấy copy copy toàn bộ tên vào Đó, thầy cô paste vào đây paste vào cột tên nhé thầy cô nhé Đó, cô, thì nó sẽ đủ thì cô phải cốt từng dòng một thôi bởi vì cái này nó bị uh, gộp ô rồi nên ta không copy tất cả được. Sau đó thì cô xuyến xuống hai cái dòng tiếp theo thì cô copy tiêu chí một tiêu chí 2 giúp. Tiêu chí một tiêu chí 2 Sau thì cô paste đây. À, thì cô copy này. V này, paste này. Cần chuẩn về để paste vào. Thì hiện nay ở đây trong tổ uh, khoa tự nhiên còn đầm còn cô hồng và cô hồi. Đấy. Chưa có đủ kết quả đánh giá. Thì cô lưu như vậy. Để có thể thì nữa. Mà cứ tương tự như vậy thì có có tương tự như vậy xuống tiêu chí 3, 4 đến số 7 đây, cô 3 4 đến 7 thôi đến 7 thôi, đến, 7, đến 7. Đã. Đã, hiện nay thì hệ thống đang đang gia hạn chưa biết bây nào khi nào thì đóng Nên thì cô khẩn trương nằm giúp hoàn thiện giúp không nhớ là hệ thống đóng bất kỳ như thế nào đó mà chúng ta chưa hoàn thiện thì cũng là cái gì đấy nó không được tốt lắm tương tự như như vậy thì cô copy như vậy à, thì cô copy paste đủ 15 tiêu chí thì thôi 9 11 Đấy. Đấy. tương tự như vậy tiêu chuẩn đủ với năm thì cô cũng làm như vậy thì cô lấy nốt mươi 45 ra đấy, copy Thầy thì cô paste vào đấy, như vậy thì cô đã làm xong dạ xong thì cô lưu lại yes xong sau đó thầy cô quay lại hệ thống quản lý thầy cô làm như động tác vậy tôi vừa là đó là thầy cô sẽ vào phần đánh giá đồng nghiệp đấy. thì hiện ở cái ở của thầy cô lúc đấy nó sẽ có giao diện như này thì cô chọn tệp từ máy tính sau đó thầy đưa cái file đánh giá đồng nghiệp này lên tải lên đấy để chờ nếu thầy cô lưu một cái thì hiện ở dưới này nó sẽ hiển thị uh, danh sách như thế này bởi vì là tôi thì không trực thuộc uh, tổ học tự nhiên cho nên là đưa vào đây nó sẽ không gì ạ không nhận là thầy cô lưu vào nó sẽ có kết quả đây nếu thầy cô có đấy thực ra thì um, sau khi thì lưu như vậy tổ tin công nghệ sẽ lưu ra như này thì đánh giá thực ra là cái kết quả đây là sẽ không tự đưa vào trong cái file này đâu thì cô rất phải đánh giá thủ công một bước rồi đây như vậy nó hướng dẫn từ đầu ạ à. thì cô quay vào đánh giá này đấy, vẫn phải thì cô nó nó không tự điền vào nó bình thường là nó sẽ phải điền đây cho thầy cô nhưng cái này nó không điền không điền rồi đấy thì cô sẽ sao chép sử dụng kết quả đánh giá của giáo viên đó thầy cô chỉnh sửa lại cho khớp với cái gì à? cho khớp với cái cái cái, cái kết quả đánh giá của tổ cho thầy cô kích lưu và gửi đi. À đây chính là quá trình hướng dẫn các thầy cô tổ trưởng đưa kết quả đánh giá của tổ trên hệ thống mà đánh giá từng thành viên trong tổ.